Dòng xe nào thì cũng có ưu và nhược điểm. Nhưng là người mua xe lần đầu thì mình cũng xem review xe rất nhiều. Và lúc đó trong đầu là chỉ định hình là mình cần một con xe phải tiết kiệm xăng. Đấy, vì các bạn hình dung là đang đi xe máy đổ xăng thì 5-70 là đầy. Nhưng đã nên ô tô thì là nó phải gấp 10 lần lên, 5-700. Đấy. Nên là ưu tiên hàng đầu phải là tiết kiệm xăng. Và lúc đó thì mình chỉ nghe nói là cái hãng Rayot này là nó giữ giá cực kỳ. Thế là mình cũng hình dung là nếu mình thích mua đi bán lại thì chắc là nó cũng dễ bán và nó được giá thì tội gì không mua, phải không các bạn? Và mình nghĩ mấy hãng kia tại sao nó lại mất giá nhanh thế? Chắc là nó phải có điểm yếu, điểm trừ gì, hay là nó hao mòn nhanh. Đấy. Và điều quan trọng là mình thấy các hãng taxi người ta sử dụng con xe này nhiều. Mà mấy ông taxi là những ông gọi là cực kỳ tính toán, chúa tể của tiết kiệm. Đấy. Nên là chắc là nó phải bền lành và tiết kiệm lắm thì người ta mới chọn. Nói chung đến bây giờ thì mình sử dụng được khoảng 2 năm rồi, cũng cực kỳ hài lòng. Bởi vì xe mới nên là chỉ bảo dưỡng vớ vẩn mấy trăm thôi, chưa từng hỏng hóc gì các bạn ạ. Chưa phải thay thế một cái gì. Nói chung khi đã mua con xe nào rồi thì bạn tự nhiên bạn sẽ phải yêu thích con xe đấy thôi. Và tìm những ưu điểm của nó thôi và đi chê đối thủ. Còn thực sự thì mình thấy trong 3 hãng thì mình thấy con nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Như con Accent thì mình thấy cái mã bề ngoài của nó cực kỳ khá là đẹp, bắt mắt. Nhưng mà nghe đến máy yếu là mình đã cũng có vẻ không thiện cảm lắm rồi. Còn công nghệ nó nhiều chứ. Công nghệ của nó hay, nó nhiều đồ chơi. Những ông nào mà thích nghịch ngợm tay máy thì nên mua con Accent, nó rẻ hơn nhiều. Còn nếu mà cái năm đó mình chưa từng đi thử con City, nhưng mà thấy bảo City rất là ngon. Đúng là tiền ít thì không với. Đúng hồi đấy mà quyết định chậm lại tí nữa thì đúng là phải lấy con City RS. Thì nó mới đúng phù hợp với mình. Mắt mũi đẹp, máy khỏe rộng, lái thấy bảo lái sướng. Nói chung thế này mình chia cho các bạn dễ nhé. Các bạn thích màu mã đẹp đấy, option nhiều đấy, mà nữ đi cũng được mà nam đi cũng được thì hãy lấy con Accent đi đấy. Thế còn trung trung tuổi mà gọi là ngoài 50 thì hoặc ngoài 45 thì hãy dùng con Vios đấy. Còn thanh niên che trẻ mà dưới 40 thì cứ lấy con City RS đi, đạp cho nó sướng. Còn thực sự một con xe mà mới mua đi, kể cả là đi ít hay là gì đấy thì có lẽ chúng ta cũng nên sử dụng khoảng 5-7 năm rồi hãng đổi xe các bạn ạ. Lúc chưa có xe thì hoặc lúc mới mua thì thấy con này nhưng mà thích con khác, lúc nào cũng thấy xe khác đẹp hơn xe mình. Nhưng khi sử dụng vài năm rồi bạn mới thấy là xe nó chỉ là cái phương tiện thôi, con nào cũng được, cứ có là che nắng che mưa là được đấy. Còn khi có điều kiện thì thích đổi nào thì đổi, còn không thì hãy đi hết cái như kiểu là cái Roda của nó đi. Một con xe dù đi ít thì 5-75 thì cũng gọi là khi bạn đổi thì cũng có thể tạm chấp nhận được rồi. Còn có xe của mình thì thực sự bây giờ nó vẫn mới quá các bạn ạ. Đi mới có tí ti, mới có gọi là hơn vạn, gọi là không khác gì cái ông gọi là mới lấy từ hãng về luôn. Đấy. Thì kể cả có tiền cũng không nên đổi, nó phí đó. Đổi nó mất giá và nó lãng phí đấy các bạn. Phí sang tên nọ kia. Không. Và một con xe bền lành như con Vios
thì có lẽ phải sử dụng ít nhất phải được 10 vạn. Thì hãy nghĩ đến chuyện đổi các bạn ạ. Vì thực sự một con xe như Vios thì mình nghĩ có đi gọi là 10 vạn cảm giác nó vẫn chưa xi nhê gì. Vẫn chỉ là loanh quanh gọi là bảo dưỡng thay dầu. Đấy. Thay dầu mới lại đổ nước làm mát mới gọi là, nói chung là option của nó, nói chung là nó chẳng có gì để hỏng. Và mình thấy là khi các bạn đã mua một con xe mới thì tinh ấy, thì nó yên tâm lắm. Còn nó qua vài đời chủ thì nó, người ta nó còn va quẹt chỗ lọ chỗ kia, người ta có thể giấu nhẹm đi, người ta không báo. Nhưng mà xe chính chủ mình sử dụng thì nó bị cái lỗi gì thì mình biết ngay, thì mình điều chỉnh, mình sửa ngay. Nên là dù có điều kiện để lên đời xe, như các bạn nói chung có thời điểm thì mình thực sự yêu thích cả ba con xe này, và cho sử dụng hãng nào mình cũng đều chấp nhận cả. Bởi vì mỗi con xe nó thực sự có cái hay riêng của nó. Và chỉ người có xe thì người ta mới phân biệt được thôi. Còn thực sự những người đi xe máy hoặc những người đi đường ấy, người ta không để ý và người ta không quan tâm ấy, thì người ta không đánh giá được đâu các bạn ạ. Người ta gần như là, như cái thời mình đi xe máy là mình thấy là con xe nào cũng giống con xe nào thôi. Trừ những con xe nó màu sắc độc lạ hoặc là trông nó lạ hẳn đi cơ. Còn nếu mà ba hãng này thì mình nếu mà nhìn thì người ta không gần như không để ý, cũng không biết con nào hơn con nào đâu. Nên là nếu bác nào mà chọn một trong ba con xe này thì hãy cứ yên tâm mà sử dụng, đặc biệt là nếu xe còn mới thì hãy từ từ hãng lên đời nhá. Hãy cứ dùng chán chê mê mỏi đi, 5-7 năm đi. Hãy đi 10 vạn, 15 vạn đi. Đấy. Nếu là các bạn mà được mua xe lần đầu tiên thì các bạn sẽ chọn con xe nào? Hãy comment ở dưới bài viết để chúng ta, ở dưới video để chúng ta trao đổi cho nó sôi nổi hơn nhé. Rồi, xin chào các bạn, hẹn các bạn lại các video tiếp theo.